nhau. Ở chỗ này thì cực kỳ vắng người và cảnh cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Hello. Nhà này có một con chim kêu hello nè mọi người. Chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Phương Talent Family Cuộc Sống Canada ở Toronto. Các bạn đừng quên tặng cho gia đình mình một like, một nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của gia đình mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hi, we're going to St. John. This is the emergency exit row number 11. And I guess with the cabin on board, you are now welcome to board. First meal. This is our room in St. John's. Look at the bathroom. And we have a really nice view. Look at that. Ooh. Really nice view, honey. Look over there. Wow. Hey, baby. Where are you going? Đặc điểm của thành phố St. John's là có rất nhiều tòa nhà ha, sơn đủ màu sắc kế bên nhau như thế này, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đẹp quá. Đẹp quá luôn á. Chụp hình ở đây lên. Wow, ở chỗ này thì cực kỳ vắng người và cảnh cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. À, cái bác mà xế taxi nói thì ở đây chỉ có nửa triệu dân thôi nha mọi người. Nguyên một thành phố mà chỉ có nửa triệu dân thì chỉ bằng 1/12 của dân số Toronto thôi. Thì các bạn thấy là phía sau của Phương nè, tất cả các tòa nhà đều sơn những màu sắc khác nhau và rất là nổi bật luôn mọi người. Wow, mình thích cái tòa nhà màu cam này quá. Màu cam với màu vàng nè, đẹp ghê. Anh đã chạy 5.000 cây số ở Canada. Thì các bạn thấy là ở Canada ha, những cái người anh hùng bởi vì Canada cũng là một vùng đất mới. À, chỉ 5 tuổi chỉ là 100 trên 150 tuổi thôi, nên là những người anh hùng ở Canada cũng rất là mới luôn. Anh này sinh năm 1890. Yay. Ăn mì xào giòn nha. Wow, thịt xá xíu chay nha. This is our hotel. Ta 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 ta. Chào tất cả mọi người, hôm nay thì anh Dylan và Phương sẽ đi thăm một nơi gọi là Signal Hill. Thì là nơi này thì trước đây người ta sẽ ví dụ như là thuyền nào mà đi đến đây thì người ta sẽ giơ cái lá cờ Canada lên để làm tín hiệu cho những tòa nhà kế bên đây. Và người ta sẽ truyền thông tin là đây là loại thuyền gì. Thì bây giờ mời mọi người cùng tham quan với tụi mình nha. Thì đây là tất cả các loại cờ nè ha. Thì tùy vào cái loại tàu lớn hay nhỏ và là tàu gì mà người ta sẽ phất cờ để cho cái người tướng ở trong cái tòa nhà này có thể biết được là tàu nào cập bến vào Canada hồi xưa đó mọi người.
Và bây giờ thì mọi người thấy là xung quanh tụi mình có rất nhiều sương mù và mây luôn. Một phong cảnh rất là tuyệt vời mọi người ơi. Nhưng mà lát nữa thì tụi mình mới chụp hình, bởi vì bây giờ còn sương với mây nhiều quá, chụp hình thì sẽ không thấy gì hết. Thì hồi nãy tụi mình có hỏi với lại cái người lái xe, taxi driver, là tại sao mà rất nhiều tòa nhà ở trong bên trong thành phố St. John's này có rất nhiều màu sắc rất là đẹp. Có phải là chính phủ quy định là mỗi nhà là một màu sắc không mọi người? Thì người ta nói không phải là như vậy ha. Có nghĩa là muốn sơn màu gì cũng được, và chính phủ sẽ hỗ trợ sơn. Và có khi là hàng xóm sơn xong rồi thì người ta sẽ đưa cho hàng xóm bên cạnh, rồi người ta mix ra cái màu khác để người ta sơn lên cho nhà. Thì rất là thú vị ha mọi người. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi lên trên đồi xem là có gì bên trên nha. Observation deck. Oh, beauty. It's not too windy today. Right on. Okay, thank you. Oh. Thanks. Wow. Oh, it's a muggy day today. Oh, goodness. There. Cool. Okay. So now he will hang one flag on. This isn't part of the fortifications on Signal Hill. It doesn't really send military signals. It was built in 1896, starting by stepping this mat. Cảnh ở đây đẹp quá mọi người ơi. Bây giờ anh Dylan và Phương sẽ đi xuống một cái thùng cá ở thành phố St. John's. Mời mọi người theo chân tụi mình nha. Let's go. Let's go. Người đẹp lên lầu. Người đẹp lên lầu. Wow, cảnh cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Hôm qua thì tụi mình đi ở downtown thôi, thì downtown hơi chán ha. Đa số ở đây thì thấy toàn người già đến đây nghỉ hưu không mọi người ơi, chứ không phải là người trẻ như ở Toronto. Nhưng mà hôm nay đi lên cái Signal Hill này thì rất là đẹp luôn. Con ốc nè. Một con ốc. Cậu hai Tô Thành ơi, hôm nay cậu đi đâu vậy? Đi về quê. Ở đây thì có một bụi dâu dài nè mọi người ơi. Vừa đi đường còn có ui Việt Quốc cực kỳ ngọt luôn. So sweet. Thơm. Wow, phía trước cái chỗ này có hai cây thông và hai bên đường đều là cây thông hết. Đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi, Phương thích chỗ này ghê luôn. Hôm nay thì Phương mặc váy, mang dép,
mà anh bắt mình đi leo núi. Bắt mình đi leo núi băng rừng. Trời ơi, mị mệt rồi. Nấm linh chi bên đường nè mọi người ơi. Mệt chưa? Mệt rồi. Mệt chưa? Đi ngủ không? Tự nhiên đi ngủ ở đâu? Đi ngủ. Đi ngủ này. Phim đất, you need to move slowly. You cannot do like wham. What can I do? Like what? Like what? Show me. Like wham. Wham. Is that how you do it? Wham. It will very dizzy for audience. Yeah. There's the brewery. Ooh. Lamb beer. Tại chỗ luôn là mọi người. Em đi làm gì? Đi uống bia. Đi uống bia. Phương uống 2 ly xong rồi bây giờ mặt mình ửng hồng luôn mọi người ơi. Ở đây cái mùi nước ha, nó mặn nè. Đây là nước biển nè mọi người. Còn xung quanh đây là những nhà, các nhà ngư dân. Hello. Nhà này có một con chim kêu hello nè mọi người. Hello. Sophie. Nhìn là Phương cũng rùng mình luôn ha. 1.500 người chết bởi vì con tàu đụng vào phiến đá, phiến băng. Đây là xương cá voi nè mọi người. Ôi, đáng sợ luôn. Đây là con mực khổng lồ nè mọi người ơi. Người ta đã bắt được con mực này vào năm 2006 ha. Thì các bạn thấy là cái xúc tu của nó nè. Dài xuống ra tới kia luôn. Wow, to là to luôn mọi người ơi. Các loài động vật ở Canada nha các bạn. Cáo nè, cú mèo nè, cấu đen nè, cú mèo, gấu bắc cực nè. To ơi là to luôn. Chó sói nè, to ghê luôn. Còn bên đây là chim ưng. Wow. Đây là những con puffin ha. Thì Phương cũng không biết tiếng Việt là con gì nữa. Mà nhìn nó giống như là chim cánh cụt. Nhưng mà nó không phải là chim cánh cụt nha mọi người. It's getting dark. Saw a rainbow. But it's darker now. Dating. Hôm nay thì Phương sẽ ăn burger với lại khoai tây chiên. Còn anh Đê Linh thì ăn gì nè? Lại ăn cái món cá chiên. Wow. That's so good. Yeah. Finished eating. Now we're heading back to the hotel. And tomorrow we're going to Halifax. Yay! Yeah. Halifax! And this town is very lovely.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy tặng cho gia đình mình một like và một nút đăng ký ở logo có phải màn hình. Và các bạn đừng quên share trên trang Facebook cá nhân và bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của gia đình mình nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. See you next time. Have a great day.